Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện Đức Tin tựa đề Everybody and Nobody. Đây là câu chuyện của bốn người có tên mọi người, Everybody. Người nào đó, Somebody. Bất cứ người nào, Anybody. Và không người nào, Nobody. Có một công tác quan trọng cần phải hoàn tất và mọi người chắc chắn rằng sẽ có người nào đó sẽ làm. Bất cứ người nào cũng có thể làm việc đó được cả, nhưng không người nào làm hết. Vài người tức giận về việc ấy, bởi vì nó là công việc của tất cả mọi người. Mọi người nghĩ rằng bất cứ người nào cũng có thể làm được, nhưng không người nào nhận thức rằng mọi người sẽ không làm. Kết cục là mọi người đều đổ thừa cho người nào đó khi không người nào làm công việc mà bất cứ người nào cũng có thể làm. Chúng ta rất đau buồn khi nghe tin trong tuần rồi người khác, someone else, một trong những tín hữu yêu quý nhất của chúng ta đã chết. Người khác chết đi để lại một chỗ trống trong công việc mà khó có người lấp vào. Người khác sinh hoạt với hội thánh chúng ta rất nhiều năm. Và mỗi năm, người khác đều làm vượt hơn những phần việc thuộc trách nhiệm của mình rất nhiều. Bất cứ khi nào nhu cầu lãnh đạo có cần, con người tuyệt vời này đều được mọi người tìm đến với ý tưởng người khác có thể làm việc tốt hơn bao nhiêu mấy. Bất cứ khi nào hội thánh có một việc cần làm, một lớp kinh thánh cần dạy hay một buổi họp cần tham dự, thì tên duy nhất mọi người có trong đầu là người khác. Câu thường nghe lặp đi lặp lại trong hội thánh là hãy để người khác làm việc đó. Mọi người trong hội thánh cũng đều biết rằng người khác là tín hữu dâng hiến nhiều nhất trong hội thánh. Bất cứ khi nào có nhu cầu cần tiền, mọi người đều chắc rằng người khác sẽ dâng bao chót. Người khác quả là một con người tuyệt vời, lắm lúc trông dường như phi phàm nữa. Nhưng bây giờ thì người khác đã ra đi. Chúng ta tự hỏi không biết sẽ làm gì bây giờ. Người khác đã để lại cho hội thánh một gương tuyệt vời để noi theo. Nhưng ai sẽ noi theo đây? Ai sẽ làm những công việc mà người khác luôn luôn làm đây? Người khác sống mãi trong lòng mọi người khác, bất cứ ai khác và không ai khác. Someone else is survived by everyone else, anyone else and no one else. Câu gốc suy gẫm. Để làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Colossae đoạn 3 câu 23. Vậy thưa anh chị em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 5-18. Amen.